Xin chào tất cả mọi người. Nếu hôm nay mà anh em nào đặt cái dòng sản phẩm này thì mọi người sẽ được mua với một cái giá ưu đãi lên tới hơn 5 triệu hay mọi người. Lý do vì sao mà được ưu đãi? Đây là cái dòng sản phẩm đẩy 4 kênh này. Chính hãng của Cora K10 Plus thì cái dòng sản phẩm này thì nó đã rất là quen thuộc với anh em rồi đúng không ạ? Trong thời gian vừa qua thì Huy đã lắp rất là nhiều luôn rồi. Đây là cái dòng sản phẩm của công ty Cora Thanh Lý. Lý do vì sao lại Thanh Lý ạ? Tại vì trong thời gian vừa qua thì bên hãng Cora có cái chương trình là thu cũ đổi mới. Có rất là nhiều khách hàng họ đổi cái dòng sản phẩm K10 Plus qua dòng công suất lớn hơn là K18 Plus để có thể đánh súp và đánh full được. Và cái dòng sản phẩm K10 Plus này thì được thu hàng lại của khách thu đổi á. Và hôm nay thì sẽ làm cái chương trình thanh lý cho tất cả anh em chúng ta. Thì cái mẫu sản phẩm này thì nó còn khá là mới anh em nhé. Nó còn rất là mới. Nhiều khách hàng mới mua về được có 1-2 tháng thôi là đã thu đổi lên cái dòng K18 Plus rồi. Chính vì thế cái dòng sản phẩm nó còn khá là mới. Sau khi mà thu đổi về đã kiểm tra, họ đã tháo ra kiểm tra vệ sinh hết hoàn toàn máy bên trong cho mọi người rồi. Và hình thức bên ngoài còn rất là đẹp. Đây thì Huy có 2 con nhé. Hôm nay thì clip hôm nay chỉ có 2 con thôi. Chính vì thế anh em nào đặt hàng thì nhanh tay liên hệ ngay cho Huy nhé. 2 con này thì nó sẽ có 2 cái giá khác nhau. Cái con Cora K10 Plus bên trên này thì cái con này thì bên Huy đang thanh lý ra với giá là 10 triệu. Cái giá gốc hiện tại là 15 triệu 500 ngàn rồi. Thì nếu anh em mà mua cái con sản phẩm này thì mọi người sẽ được hỗ trợ cái giá tốt lên tới 5 triệu rưỡi. Còn con bên dưới này á, thì nó cũng là K10 Plus nhưng mà cái con bên dưới này thì nó cũng hơn một chút xíu. Đó là nó một con là khoảng tầm 95-96%, một con thì còn khoảng tầm 93-94% nữa. Nó chênh nhau một chút xíu thôi. Còn bên dưới này thì Huy đang thanh lý với giá là 9 triệu 700 ngàn. Thì nó chênh lệch nhau chỉ có 300 ngàn thôi. Rất là thấp đúng không ạ? Thì toàn bộ là hình thức còn rất là đẹp ha. Bây giờ anh camera có thể là quay ra cái phần phía sau cho tất cả khán giả chúng ta xem cái mặt sau của nó nhé. Đây là mặt sau của nó này. Cái dòng này thì Huy cũng đã review giới thiệu rất là nhiều và mọi người có thể là xem những clip của bên Huy lắp dàn, lắp con này rất là nhiều. Đây là phía sau của nó còn rất là đẹp. 4 cổng tín hiệu vô và 4 cổng tín hiệu ra với các Canon này ha. Đây là phần ra loa này. Nói chung là 4 cổng riêng biệt hết. Con này thì anh em chúng ta sử dụng cho 4 cặp array 40 đơn là quá hợp lý luôn. Chuyên đánh full mà, con này tiếng rất là hay. Và đặc biệt là cái con này thì nó sử dụng hệ thống là nguồn xung. Chính vì thế là chúng ta đi những nơi mà vùng điện yếu thì mọi người khỏi lo về điện. Và đặc biệt cái dòng này thì nguồn xung mà, chính vì thế là cái trọng lượng nó rất là nhẹ. Anh em nào mà thực sự mà cần nhẹ thì chúng ta nên lựa chọn ngay cái dòng sản phẩm này nha. Và cái dòng sản phẩm này Huy xin nhắc lại là một dòng sản phẩm chính hãng của bên công ty Cora Thanh Lý. Bên Huy là một nhà phân phối của Cora tại thị trường miền Nam mà gửi qua bên Huy để thanh lý. Chính vì thế là dòng sản phẩm này toàn bộ là chất lượng đã được bên công ty Cora họ kiểm định rất là đảm bảo an toàn cho mọi người đi làm show rồi. Chính vì thế là mọi người yên tâm, không có lo cái vấn đề hàng thanh lý bị hư hỏng hay là trục trặc gì cả. Mọi người yên tâm vấn đề đó nhé. Huy xin nhắc lại dòng sản phẩm Cora K10 Plus này, cái giá hiện tại niêm yết bán mới là 15 triệu 500 ngàn. Và hiện tại cái sản phẩm này là hàng thu đổi của bên công ty Cora. Con trên thì còn mới khoảng tầm 95%, con dưới thì khoảng tầm 93%. Con trên thì Huy đang thanh lý với giá 10 triệu và con dưới là 9 triệu 700 ngàn. Anh em chúng ta thích cái con nào thì liên hệ ngay cho bên Huy theo số hotline ở bên dưới video nha. Lưu ý là hàng thanh lý này chỉ có đúng 2 con duy nhất thôi ạ. Và toàn bộ sản phẩm hoạt động tốt hết cho mọi người nha. Nếu mọi người xem clip này thấy hay thì nhớ cho Huy xin một like video. Những em nào mà chưa nhấn subscribe đăng ký kênh YouTube thì có thể là nhấn đăng ký kênh YouTube để cập nhật những cái sản phẩm mới của Huy nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip lần sau ạ. Xin chào mọi người.